Xin chào buổi sáng cả nhà. Bữa nay Leon với Chloe đi ăn trưa. What do you want to eat, Chloe? Cơm gà. Cơm gà. Cơm gà. Nam An? Yeah. Okay. Do you know what in mind that you're going to eat or you need to look at the menu? Cơm gà. Cơm gà. The barbecue one? No. The boiled. The boiled one. Okay. Cơm gà luộc. No, cơm gà hấp. Say cơm gà hấp. Cơm gà hấp. Yep. So, say hi to the blog, daddy blog, Chloe. Hello. How long are you going to be here in California? 2 more weeks. 2 more weeks, right? All right, I hope you enjoy your stay with me. And soon, Jaden going to come. So, let's go. Đi con. Bây giờ hai cha con sẽ đi ăn trưa, ăn cơm gà Nam An và sẽ cho cả nhà xem một cái clip ngắn của cái hành trình của hai cha con nha. Cả nhà nhớ đón xem cũng như chia sẻ rất nhiều. Một lần nữa, xin chào, see you soon, gặp lại ở cơm gà ăn nè. Nam An hả? Nam An ơi, An nè. Nam An. Nam An. Say bye. See you bye. See you. Mình chuẩn bị nha coi. Are you ready con? Yeah. Are you gonna be the driver? No. You're not gonna drive me there? No. Do you know where? No. Are we going to H&M later? Yeah. What is that? Oh, your crop top. Okay, let's open the door. Let's go. You can be the driver if you want. I don't want to drive. Maybe another day. Okay. Let's go. Close the door. The gate. I got a really bad allergy every morning. I don't know. Every summer. Which H&M do you want to go? The same one? Or the one at the mall? It doesn't matter. Yeah. Okay, let's go. Oh, this. Xin chào. Oh, look at the sun. How pretty. See it? The flare. So, it's really summer here, huh? But it's not as hot in other states. Yeah. It's still, you know, pretty good. I heard like Maryland now 10 something. Can you check to see how hot it is over there now? Yesterday somebody told me like 90? 96 or something. It's crazy. Chloe, you have to come closer because you are cutting out. Cho con mình đi ăn rồi khi vô nhà hàng thì tiếp tục với cả nhà. This is first time ever I doing the vlog for me and you. Remember we only do a very short one or like picture only. Mm-hmm. But this time I'll do the vlog because like most of my fans, they want to see like what you're doing or like how's everything going here in California. So see you a bit. Bye bye cả nhà. Okay, are we ready? You want to try on this headband? Let's see how it goes and then show it to your mommy later. Try it. Let me see it. Is it supposed to stay behind your ear or what is it? Like that? Not bad. Okay, let's go. And then we're gonna go get something to eat and then go to H&M. For your returns, and then we're going home after that, right? Yeah. It's so hot. See you in a bit. Nói chung là
ở Cali, đặc biệt là summertime, là mùa hè, they always doing the street construction thingy. Chắc is this election soon? No. Usually they do this during the election thingy, you know, just to earn some votes, you know. But I think this is just the old street of work. Đường xá cứ tối ngày làm. Oh, green light. You better stop driving back and forth, brother. You know the vaccine? The new Delta variant of the COVID, the new vaccine fights against it. So if you have the vaccine, you're okay. So you can't get another vaccine, you mean? No, you don't have to get another vaccine. Oh. What is called? Delta? It's called Delta. Is it better than what we... No, that's the new virus that's showing. Oh, okay, the new virus called Delta? Yeah, it's Delta COVID. Oh shit, really? Yeah, but since if you have the vaccine, then it... Then you are safe or not? Yeah. Okay. Bữa nay đang đi vô cái nhà hàng mà Chloe rất là thích. Nam An Chicken. Thẳng lưng lên bà kia. Yeah? Why are you stopping? You can go in. You look like paparazzi. I am. I am your paparazzi. You better watch. We're doing a little bit out. Ouch! Do you know what to eat yet? What are we ordering? The number one? No, that's Goy. Oh, okay. You get something different. I want the sticky rice one. Cả nhà ơi, đại loại là Chloe nó nói á, là nếu mà Chloe với Leon mà chỉ nói tiếng Anh hoặc là tiếng Anh không á, thì không biết sao cả nhà hiểu được. Thì nói chung mà hai cha con đang nói về cái vấn đề mà mới vừa khám phá một cái loại vi khuẩn mới, the new virus, right Chloe? Nó kêu là Delta, right? Delta COVID. Thì những người nào mà đã có chích vaccine rồi, Pfizer, Moderna? Moderna? I think I did Pfizer. Những người, nói chung là những người đã có chích vaccine rồi thì rất là an toàn và rất là bảo đảm cho cái chuyện mà chống dịch mới là kêu là Delta COVID. Thì Leon trong cái vlog này đó, V là Leon Vũ như cả nhà, blog là B-O-L-G, again là Leon Vũ blog. Thì Leon sẽ nói, có lẽ Leon sẽ dịch tiếng Việt cho cả nhà nha, để cả nhà khỏi có buồn hay là bỡ ngỡ là nói hai cha con nói chuyện không có để ý tới fan, không có để ý tới mình. Thì nếu mà Leon nhớ thì Leon sẽ dịch tiếng Việt cho cả nhà. Nói chung là thứ nhất, cái thứ nhì Leon muốn nhắc với cả nhà như vậy, nếu mà ai trong cái số, trong cái nhóm của mình, đừng nói trong cái số của mình, trong cái nhóm bạn, nhóm fan của mình mà được chích vaccine rồi thì nên cổ võ, nên khuyến khích những người chích vaccine đừng than phiền và đừng đăng tải những cái tin tức là vaccine làm cho mình khó chịu, vaccine làm cho mình khó thở, vaccine làm cho mình chết đi sống lại. Những cái đó Leon thấy là nó không cần thiết, bởi vì ai mà được chích vaccine mũi thứ nhất hoặc mũi thứ nhì và sau đó sẽ là một người có thể nói là 85% an toàn rồi, thì nên cổ võ, cũng nên encourage, giống như mà mình khuyến khích những người còn lại nên chích và nên
chịu khó một chút xíu nếu mà nó có làm khó mình nha. Đừng có bao giờ, tại Leon thấy có nhiều người lên trên Facebook than phiền về những cái quá trình mà chích vaccine, thấy cũng hơi buồn. Tại Leon sợ là có nhiều người lớn tuổi hoặc có nhiều người mà sợ kim hay là sợ chích, họ sẽ từ chối và cái đó là rất là nguy hiểm nha cả nhà nha. Thank you. This is just the beginning of the preparation. It's like so mess. I mean, like so much, huh? This is the black soy sauce, the ginger. This is garlic, ginger fish sauce, and the chicken soup. This looks like I'm doing a free advertising for them. Boy, you can have my soup if you want. Are you gonna eat? Are you gonna cut up, drink all of them? Ooh, the food is here. Oh, mong quá. Em cho anh một cái gì vậy nhé, bro nha. Well, thank you. This is a cơm gà nem men, xôi gà nem men, xôi gà nướng nem men. Đây là cơm gà nem men. Okay, Chloe, enjoy your meal. Mời cả nhà nha, ăn nha cả nhà. You only eat this with the black sauce, right? This is supposed to be with the chicken, so I don't know. Give me the skin. Bà không ăn da luôn hả trời. I think that's why I'm fat, because I'm eating the chicken skin. Người ta nói là da gà rất là dễ mập, nhưng mà Leon lại thích da gà. So all the fat is underneath the skin, huh? Mời cả nhà nha, Leon ăn đây. Do you want a little bit of my sticky rice? No? You want to try it or no? It's pretty good. You dip them with this sauce right here. Đây là cơm nếp nướng nha cả nhà. Wow, Chloe, you must really like it. Ngon lắm không? Ngon lắm. Oh yeah? Do you want my soup too? Wow. Empty. Okay, so if you have to grade it, what number? 1 to 10. Scaled it, huh? Nine. Really? Wow, the other place only give them 5. What other place? Remember, oh, the Ali, the boba place. Yesterday, they only give them 5, and they are super popular. Chloe nói cái cơm gà này là cho 9 điểm nha cả nhà. Wow, I hope they pay us. For what you call that? Doing a survey on their restaurant. I know. Asian restaurant owner, they don't believe in it. So why would they take? I know why should we? But this is just for me, for my blog. So okay, here. Turn around, and now my turn to say goodbye. Okay. Fans, sometimes they say that I turn the camera too much, they get dizzy, xoay nhiều quá bị chóng mặt á. Okay, cả nhà ơi, một lần nữa Leon với Chloe cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn luôn yêu thương chia sẻ, đặc biệt là những cái hành trình của hai cha con. Hôm nay là cho cả nhà xem một chút xíu về việc buổi sáng dậy của Chloe với Leon đó. Thì thôi, xin chào, bye bye cả nhà nha. Rồi mình sẽ có những cái blog mới khi mà bạn của Chloe arrive cũng như đến California để chung vui với hai cha con. Thank you.